Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, một cái clip tán gẫu đầu năm vào ngày mùng 2 Tết, tập hợp nhiều cái chủ đề linh tinh. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhập đó là cái code fan cứng. Bình thường thì cái code fan cứng này thì các bạn sẽ phải có cái danh hiệu fan cứng để lấy được cái code, nhưng hôm nay thì trên trang chủ đã phát chung cái code như thế này. Có thêm 1.000 kim cương, 2 mảnh vạn năng đỏ. Mỗi tuần các bạn chỉ cần có cái danh hiệu fan cứng là các bạn sẽ lấy được cái code này. Và thứ bảy tuần này thì sẽ là sự kiện vòng quay S+ giữa Magena, một Pokemon đi bổ trợ dành cho team thép với cả team tiên. Thì mình đã làm lại một cái lịch để các bạn tham khảo lịch ra sự kiện đấu giá với cả sự kiện vòng quay. Trong này sự kiện đấu giá thì mình vẫn đang để đó là 4 tuần ra một S cộng mới. Nếu mà có thay đổi giống như những bản khác đó là 5 tuần thì mình sẽ phải làm lại lịch khác. Còn đâu sự kiện vòng quay như các bạn thấy là cái nó chỉ có một Pokemon chính thôi, còn đâu một S cộng phụ nữa, đó là do nhà phát hành thì cái đấy không thể nào mà đoán được rồi. Cho nên là mình cũng chỉ để một S cộng ở trong cái lịch là chính. Lịch này thì các bạn có thể tham khảo và có thể hướng tới những S cộng mà mình thích. Nó sẽ làm theo cái lịch ra S cộng từ bản tiếng Trung. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng test tiếp với cả cái team ma theo kiểu mà ít kinh phí. Như các bạn thấy đó là hôm qua mình để cái đội hình theo kiểu mà Luala, Masadao với cả Giratina như thế này. Toàn những Pokemon, 3 Pokemon hệ ma là chính thôi, trong đó Giratina cũng không phải là nâng quá là mạnh. Và Luala, Masadao, 2 Pokemon chính để có thể thành viên đập được một số các cái team khác. Lực chiến chỉ có 3.7 triệu, vứt vào vài con Pokemon theo kiểu mà để thí mạng là chính. Đội hình như thế này. Và nó cũng đã gặt hái được cũng khá là nhiều thành công. Mặc dù là vừa rồi 11 tiếng trước mình đã vừa bị hạ phát xuống, nhưng mà với cái đội hình 3.7 triệu vừa rồi thì mình cũng đã giành được một số cái chiến thắng. Thì bây giờ mình cũng sẽ xem lại trước khi thay đổi cái đội hình. Team ma ít kinh phí đây. Trong này thì có một Pokemon không được tàng hình, đó là Hoopa. Và bên kia thì có một Pokemon sử dụng cái bảo vật sáo, làm cho con Luala của mình bị mê hoặc ngay từ lượt đầu. Nhưng mà Luala có bảo vật vàng của Senia, thế nên là nó đã giúp team được tàng hình rồi này. Nhưng mà đến lượt hành động kế tiếp mà Luala hành động sớm nhất thì cả team cũng sẽ hiện nguyên hình trở lại giống như thế này. Thì các bạn bảo mình đó là test cái bảo vật vàng của Senia dành cho Blevalon, nhưng mà đó là một cái lỗi của game. Mà lỗi của game như vậy thì đến khi nhà phát hành fix thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mà thắng theo kiểu như vậy nó cũng không phải là một cái chiến thắng để mình có thể review. Do đó thì mình cũng không muốn test cái kiểu đó. Và team ma ít kinh phí đây, nuôi mạnh hai Pokemon có thể gây ra sát thương, Luala với cả Masadao. Luala lên 11 sao rồi thì ánh trăng của nó đánh rất là ghê, và kèm theo ứng mặt trăng cô đơn các kiểu, đợt nước 2 lượt và kèm theo hiệu ứng ngủ nữa. Và cứ khi hệ ma hành động thì sẽ có một ánh trăng giật xuống. Thì như các bạn thấy đó là có 3 Pokemon mình vứt vào cho có thôi, như là Blevalon này, xong Eslat này, xong rồi Hoopa này. Thì nếu mà 3 con đó hay là những Pokemon hệ ma khác mà được nuôi mạnh thì cái team ma nó sẽ còn bá cỡ nào. Masadao đây. Chính vì với việc được tàng hình liên tục như vậy, bên kia không thể ra được skill để có thể phòng ngự. Và cuối cùng cũng đã bị ăn đòn. 5.2 triệu, một đòn tấn công rất là mạnh. Và Masadao lúc này có thêm Luala nữa, rất là ghê. Một đòn tấn công 14 triệu đánh trả lại con Raymond Kyo, và cuối cùng nó đã tử trận. Và bây giờ còn lại một mình con Songaleo để đấu. Và con Songaleo là con trâu nhất ở trong cái đội hình bên kia rồi. Thì như các bạn thấy đây là một cái team ma, nếu các bạn nào mà muốn chơi ít kinh phí có thể là sử dụng được. Tất cả hiện tại đang ở trong cái hiệu ứng mặt trăng che giấu, do đó thì Songaleo không thể bắt hiện nguyên hình được. Bắt đầu lúc này đó là tàng hình theo kiểu bình thường thì mới ok được này. Còn Songaleo lúc này thì toàn những Pokemon tàng hình, nó cũng không thể nào chống chịu lại được rồi. Và trận đấu đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp một cái trận đấu của một người chơi 4.5 triệu như thế này. Và trận đấu bắt đầu. Lần này mình sẽ tấn công trước này, và bên kia sử dụng cái kiểu mà đội hình team nước rồi. Có Ashenza 11, 12 sao. Nhưng mà team ma với được khả năng được tàng hình đây, trừ có một con Hoopa của mình là theo kiểu mà chính nó là làm hại cái team của mình do nó không được tàng hình đấy.
bây giờ bắt được tàng hình rồi, và để bên mình có thể bắt đầu được ulti và để tấn công, đặc biệt đó chính là con Masdao. Team ma thời kỳ của nó đây, hành động rất là ghê. Cũng may team nước có một con có khả năng kháng tử, đó là Ashenza, chứ không là bay cả team được rồi. Mình thì để cho con Blephalon sử dụng cái bảo vật vàng, à bảo vật tím, đó là cái lông vũ của Ho-Oh, bởi vì nó vẫn không phải là chết hẳn. Do đó thì cứ đến lượt hành động của nó xong thì nó cũng sẽ hồi máu dành cho đồng đội nào mà ít máu nhất. Thì đây, một đội hình theo kiểu mà team ma mình nuôi mạnh khoảng 2 con, một con nuôi bình thường đây, nhưng mà nó cũng đã thực thể hiện rất là tốt rồi. Sức mạnh của team ma đến từ Luala, nó đã giúp cho thời kỳ của team ma bắt đầu được trỗi dậy. Có những bạn mà nuôi theo kiểu mà full ma, nuôi cực mạnh cơ, các bạn mới thấy được cái sức mạnh của nó. Còn đây, mình trang chỉ để có 2 con là chính thôi về sát thương. Nhưng mà team ma cũng bị một cái, đó là cũng sẽ dễ bị khống chế. Xong, Masdao cũng đã chính thức bị tử trận và chờ Luala sẽ được hồi sinh. Luala chỉ cần vượt qua được 2 lượt thôi là nó sẽ hồi sinh trở lại này. Còn Giatina sau khi mà được Luala xuất hiện xong thì cũng đã bắt đầu được trâu lên rất là nhiều. Nếu mình mà bây giờ nâng lên Zenmu 4 thì nó sẽ tạo ra được, đó là cái khiên ma dành cho toàn bộ team của mình lúc bắt đầu trận này. Nhưng các bạn thấy là toàn những Pokemon theo kiểu để kích nộ địch là chính thôi. Toàn đánh có 24-48.000, Masdao là thám nhân chính rồi này. Cũng chết mất. Một con đã bị tử trận, đó là Ashenza. Sonia thì suýt bị rồi này. Mình một sao của Luala là coi như là có thêm một con đam ở trong team của mình cùng với Masdao rồi. Và cái thát sát thương mới ra của Masdao rất là ghê luôn. Giatina đây. Bộ 3 team ma. Mình mà không có Hupa lên Zmu các kiểu thì mình sẽ sử dụng Giatina này. Bắt đầu được tàng hình tiếp này. Bây giờ chỉ còn lại bộ 3 để đấu tiếp. Một đòn tấn công 9.9 triệu và chết tiếp. Nhưng các bạn thấy đó là Luala xuất hiện xong là Masdao bây giờ nó bá lên một cách kỳ lạ luôn. Và trận đấu đã kết thúc với kiểu mà team ma thì, ít kinh phí của mình, chỉ cần nuôi có vài con. Còn đây là cái đội hình mà bạn muốn vào đầu trận phát là sẽ được tàng hình luôn chẳng hạn. Thì mình sẽ test cái đội hình này, mình sẽ cho vào khoảng tầm 2 con chẳng nuôi gì, Evental với cả con Latios. Đương nhiên là mình sẽ chỉ đánh theo kiểu mà bình thường như thế này thôi. Một người chơi trên mình một hạng đây. Thực ra mình test 2 trận đấy, nhưng mà mình bị thua cả 2 luôn. Còn đây, với đội hình như thế này thì mình sẽ để thêm Sunny với Celebi test nốt một trận cuối. Thì ở đây như các bạn thấy là mình chỉ test với cả theo kiểu mà một vài Pokemon hệ ma thôi, chứ cũng chưa phải là một cái team ma thuần. Nhưng mà cái hiệu quả đem lại như vậy nó quá là tuyệt vời rồi. Lúc này thì mình để kết hợp thêm với bộ đôi Sunny với cả Celebi nữa. Chung là team ma, như các bạn thấy, hai Pokemon được nuôi theo kiểu mà chủ chính nhất đó là con Masdao với cả Luala rồi, hai con để có thể gánh team, còn lại những Pokemon khác để có thể là hỗ trợ dành cho những Pokemon còn lại thôi. Lúc này thì có thêm Sunny thì tăng được thêm máu gốc và kèm theo là có hiệu ứng sở hữu nữa. Masdao nó cũng không sẽ sợ, không sợ bị chết đi một phát. Hiệu ứng mặt trăng rồi này. Bây giờ hệ ma hành động là sẽ được là một cái hiệu ứng mặt trăng. Thì đây cũng chỉ là test thôi. Chứ mình còn vẫn hay thích đó là kết hợp thêm với cả con Songaleo nữa, bởi vì mình một phần đam mê ấy. Blephalon này. Mình tưởng nó chết rồi, hóa ra vẫn chưa chết à. Rất may cho con Ashenza, chính có cái kháng tử của nó mà con Masdao của mình nó nhiều lúc cũng chưa là giành chiến thắng được. Thì bây giờ có thêm Sonia, có thêm Celebi phát là coi như đội hình mình cảm thấy trâu hơn rất là nhiều này. Có thêm là kháng tử này, có thêm máu gốc này. Thì còn có thể dây dưa được, chứ còn lúc trước cho 2-3 con nó dạng như không nuôi gì mấy, tìm chết nhanh quá. Thì chính vì dây dưa như thế này thì coi như là bên mình có thể đánh từ từ mất đi một lần một số cái kháng tử bên kia, xong rồi cuối cùng là Masdao có thể là đây, thì bên kia cũng sẽ kiểu dạng như là hết kháng tử là một đòn ulti của Masdao nó cũng sẽ tiêu diệt được nhiều con cùng một lúc. Quả này thì chết Celebi rồi.
À may quá, vẫn chưa chết. Mất một lá kháng tử thôi. Quả này chết thật rồi. Và khổ thân nó những Pokemon đứng cạnh Celebi, ví dụ như Masadao chẳng hạn, ăn đòn rồi như gần chết. Team Ma theo kiểu mà khoảng tầm từng này sức mạnh thôi, nhưng mà đã thể hiện rất là tốt. Ôi, khổ thân, quả đấy đang ra được đầy nộ rồi thì bỗng nhiên là Celebi nó ulti phát mất ngay cả một loạt nộ luôn. Dạ, vẫn bị hành rất là ghê luôn. Thêm cả cái bẫy trọng lực nữa. Kịp giết được Celebi. Team Ma bị khống chế nhiều này. Masada cũng chuẩn bị ăn đòn rồi. 7 ngôi sao, đòn ulti cuối 10 triệu này. May cho con Asken ra. Chết. Và quả này Luala hồi sinh, sẽ kèm theo đó là hồi sinh cả Masada luôn, để tấn công lượt cuối, xem mình có giành được chiến thắng hay không. Toàn bị khống chế thôi. Con Sunny bên kia làm gì mà đam ghê vậy? Toàn được 2 triệu mới kinh chứ. Chà, đánh ké. Khổ thân con kia Tina ăn đòn hết rồi. Chết. Và cuối cùng đây, hồi sinh trở lại đây. Bộ 3 bắt đầu tấn công. Đây là sẽ là một pha tấn công quyết định để xem có giành được chiến thắng hay không. Cũng chết được Magena. Cũng suýt chết con Asgenza. Bên kia thì Raymond Kyo bị dính hiệu ứng ngủ này. Và đợt này đó là Asgenza đã chính thức hết cái kháng tử rồi. Đây, Masada ulti phát cuối đây. Liệu có giết được không? Mất được một cái lá kháng tử của Raymond Kyo. Cũng may đang sử dụng khiên. Và chỉ cần thiếu đam thôi là coi như là bên mình cũng sẽ không giết được Raymond Kyo, là sẽ ăn đòn và quả này cũng sẽ bị thua. Thế, đấy là sau 2 lượt hành động đây. Cũng giật một phát ánh trăng chết mất Celebi rồi, Manaphy rồi. Còn lại một mình. Vừa rồi thì Raymond Kyo mất đi một cái kháng tử, đó là do Zernia nó đang hỗ trợ. Lại ulti tiếp. Quả này đánh một phát chết Raymond Kyo là coi như mình giành chiến thắng này. Chính vì cái tàng hình liên tục này đây mà bên kia không hành động được. Và trận này mình đã giành chiến thắng. Mà sao nó hành động quá là tốt. Ok, đó cũng là những cái test về cái team ma thôi. Và như các bạn thấy đó là team ma đúng cái thời kỳ của nó đây. Một cái team rất là mạnh. Hiện tại mình chỉ nuôi được có từng đấy, nhưng mà thể hiện được quá là tốt rồi. Còn sắp tiếp theo đó là thời kỳ của team tiến đá của Mega TNC. Có những bạn đang chờ đợi rồi và bảo là team tiến đá nó sẽ đẩy cái team ma đi. Đúng rồi, tại vì team sau nó cũng sẽ nhỉnh hơn với cả mạnh hơn so với cả team trước. Nhưng hôm qua các bạn thấy đó là mình đã đăng lên một cái clip bản đái Mega Mewtwo X xuất hiện, chuẩn bị là cái team giác đấu rồi. Thì nó đập cái team tiến đá một cách rất là đơn giản thôi, bởi vì Mega Mewtwo X nó quá là mạnh. Thì cũng tương tự như vậy, team ma nó cũng sẽ bị tiến đá nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Nhưng mà nếu mà cứ so sánh như vậy thì tiến đá nó leo lên thứ nhất thì cái ma cũng là thứ hai. Còn đâu những cái team trước cái team ma thì nó cũng sẽ bay xuống những cái hạng nó thấp hơn. Và bạn cũng sẽ phải chạy theo meta. Còn bây giờ thì cái chủ đề tiếp theo trong clip này đó là bản thần thú đại chiến chuẩn bị big update, một cái cập nhật cực kỳ lớn này sau Tết này. Vậy là cập nhật bản mới thì cái khả năng cao là những S cộng hay S nó đang bị lỗi thì cũng sẽ được fix lại này. Và kèm theo là có thể thứ nhất đó là Zmu của một số Pokemon cũng sẽ được cập nhật. Và chúng ta sẽ cùng ngó xem đó là những cái tính năng gì hiện tại bây giờ ở bản tiếng Trung nó đã dạng như là có nhiều hơn so với ở bản tiếng Việt. Một cái việc big update như vậy thì nó cũng sẽ
đem theo đó là những cái S cộng mới có thể sẽ vào trong phần Pokédex. Hiện tại bây giờ ở bản tiếng Trung, Pokédex nó hiện tại đang có từng này. S cộng mới nhất đó chính là con Irkarex chuẩn bị sẽ có xuất hiện vào tối nay thôi, là cái sự kiện đấu giá S cộng mới này cũng đã kết thúc, và kèm theo là chuẩn bị đến S mới thì có thể là S cộng này cũng sẽ xuất hiện, đó là gà lửa bậc S cộng này. Nó tiến hóa lên từ con gà lửa bậc S bình thường này. Đó là tính năng huân chương này theo kiểu mà cũng na ná với cái thành tựu ấy. Các bạn sẽ hoàn thành một số cái nhiệm vụ mà yêu cầu như thế này chẳng hạn. Thì ngoài việc đó có được một cái huân chương như vậy thì cũng sẽ kèm theo đó là tăng thêm chỉ số dành cho toàn bộ những Pokemon của bạn nữa. Ví dụ như là các bạn hoàn thành được cái huân chương này thì cộng thêm 420 song công dành cho toàn bộ Pokemon này. Trang bị huân chương này dành cho cái ảnh đại diện của bạn cũng được này. Về đấu trường thì có hai cái giải đấu mới hơn mà bạn Việt chưa cập nhật. Thứ nhất đó là cái giải mà đánh toàn bộ tất cả các server sẽ vào trong này đánh để xem ai là người mạnh nhất ở trong cái game này này. Và một cái trò chơi theo kiểu mà 3 đấu với 3, bên nào thắng 2 là coi như sẽ giành chiến thắng. Mùa thứ 12 ở bản tiếng Trung đây. Lực chiến, tổng lực chiến của cả 3 team đấy là 77.435.000 này. Một người ở server 1.460 này. Thì đây chính là cái giải toàn server. Và một cái giải theo kiểu mà đi đánh thành các kiểu ấy. Giải này thì hay vào buổi chiều ở ban ngày hơn mà mình lại không hay tham gia được. Phiêu lưu thì có thêm 3 cái mới. Thứ nhất là cái đánh boss để kiếm thêm một số nguyên liệu để có thể nâng cấp được thêm cái tính năng thiên thạch thì mình sẽ giới thiệu sau. Phiêu lưu lâu đài này, như các bạn thấy là trong cái sự kiện sinh nhật thì có cái sự kiện lâu đài này, thì bây giờ cái ải lâu đài này nó sẽ mở ra trong vòng nửa tháng này, và cứ cách một tuần sau thì nó lại mở tiếp để các bạn có thể hoàn thành đi ải lâu đài này và kiếm thêm đó là kim cương, mảnh vận năng vàng. Và đánh bài này thì nó có thêm cái ải đánh bài này cũng rất là hay đấy. Tính năng tượng cổ này. Tượng cổ này thì nó sẽ xuất hiện đi cùng với cả cái thao này. Tính năng thao đây. Bạn sẽ hoàn thành một số nhiệm vụ trong này để có thể lấy được các cái ký tự để cho vào cái tượng cổ đó này. Ở cái sự kiện vòng quay S cộng của S cộng nào thì nó cũng sẽ xuất hiện đó là cái đi tịnh hóa của S cộng đó. Cái này thì nó cũng không phải là quá mới. Thực ra từ đầu khi trò chơi bắt đầu có thì là nó cũng đã có cái kiểu này như này rồi. Thì bản tiếng Việt vẫn chưa cập Thần Thú Đại Chiến chưa cập nhật tính năng này. Mình nhìn thấy đó là Mega Huyền Thoại vừa cập nhật xong. Thì bạn có thể là sau cái sự vòng quay bạn có thể kiếm thêm một số mảnh đến từ Pokemon này nữa. Một cái cập nhật kế tiếp đó là ở trong cái gói VIP, quà VIP này, nó cũng đã có sự thay đổi như thế này. Có cái món đồ mà các bạn thấy lạ lạ đó là cái nắm đấm này này, thì nó ở mục VIP 7. Còn khi bạn lên được VIP 5 thì đã có gà lửa rồi này. Thì đây chính là cái thay đổi lại cái món quà VIP này. Hiện tại bây giờ mình đang ở VIP 14. Muốn lên được VIP 15 bây giờ mình sẽ cần nó 32.000 kim cương nữa, tương đương một cái VIP 12. Phải khoảng tầm, mình nạp thêm khoảng tầm 14 triệu nữa thì mình có thể lên được từ VIP 14 lên VIP 15. Thì mình vừa giới thiệu sơ qua một số cái mà ở bản tiếng Trung đang có. Đợt này là big update này, thì chưa biết là sẽ cập nhật thêm tính năng. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là phải là fix lỗi được những cái S cộng hiện đang bị lỗi quá nhiều ấy. Theo kiểu mà lỗi như vậy thì những cái trận đấu nó cũng sẽ không được bạn đáng ra là bạn có thể thắng ấy, nhưng bạn có thể thua theo kiểu mà bị lỗi như vậy. Thì hy vọng nhất là vẫn là fix lỗi những S cộng mới để có thể là làm cho những trận đấu trở nên nó hay hơn, với cả có thể test được những S cộng mới nó tốt hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.